Đây là cái vòng con RX22T. Đây. Cái này quay cận cảnh cho các bạn thấy, này là dây dẹp. Đó. Quay nhẵn luôn, phẳng luôn. Lại con này là con tốt nhập khẩu. Thì thay vì các bạn thay luôn cái đế nhựa phía sau đó thì các bạn chỉ cần cạy một miếng nhôm này lên thôi. Đó, cạy miếng nhôm ra xong rồi chấm hai cái đầu dây này vào cái cọc cọc giữ dây loa là được. Đó, nó gia cố sẵn cho mình hết rồi. Đó, cũng dễ, rất là dễ thay. Rồi các bạn nào mà hư cái con RX22T đó mà muốn thay đó, mà để cho chi phí nó rẻ thì mình có thể chọn con này. Đa số con bên mình là nhập khẩu 100%. Vì vậy các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó, các bạn nhìn kỹ đi, cái gia công nó rất là nét. Đó. Còn nếu mà sử dụng mà mình sử dụng cái con quấn lại là thua. Không cách nào các bạn quấn lại mà nó đạt chuẩn được hết, người ta chỉ quấn bằng máy, bằng những công nghệ đo đếm. Hoặc ta vô côn nó bằng máy thì nó mới mới đạt được cái chuẩn của nó, cái độ chính xác của nó được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.